lắm anh em ạ. Lùi lại rồi, lùi lại rồi. Linh kiện DC xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì Linh kiện DC sẽ thực hiện một thử thách bay xuyên qua những cái chiếc ngay mặt ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy bằng con S9 mini này. Hôm nay thì tôi lắp thêm cái bảo vệ cánh để cho nó an toàn hơn, vì thử thách này rất là khó. Các bạn có thể nhìn thấy tôi đang ăn mặc phong cách của phi công đúng không ạ? Cái này thì khi mà bay qua từ địa điểm kia qua đây thì sẽ nhận được 100.000, qua vòng tròn thứ hai là 200.000, 500 vòng lên đây, bay qua đây là 500 nữa, và khi hoàn thành được tất cả cái chuyến bay này và quay trở lại điểm xuất phát là tại đây, đỗ xuống đây hoàn thành, tổng giá trị giải thưởng là 2,5 triệu nữa sẽ đặt sẵn ở đây. Và người thực hiện thử thách ngày hôm nay chính là phi công chính của linh kiện LC. Xin giới thiệu. Hôm nay tôi sẽ bay thử con mini S9 này, xem là cái khả năng lái luồn lách của tôi đến đâu nhá anh em nhá. Đây là phi công đầu tiên ở công ty chúng tôi nhá. Đấy, anh em nhìn thấy quả kính này chất không? Được. Nhìn giống phi công nhá. Rồi nào, bắt đầu đấy anh em nhá. Đây là điểm xuất phát của nó. Ok. Bây giờ tôi sẽ bay từ đâu nhỉ? Bay từ kia đúng không anh chứ? Đúng rồi. Vừa nói là số tiền đấy là xếp thưởng cho phòng kỹ thuật. Thì hôm nay thằng nào được ăn ăn cả nhá. Rồi, xong rồi luồn xuống dưới này à? Rồi, luồn xuống dưới này. Đấy, xong luồn lên. Luồn xuống dưới này, xong rồi luồn qua hai cái lỗ tròn này. Xong đây là vòng lên trên con Hesa 6 cánh này. Vòng qua đây. Mỗi một nấc là được tiền cầm về luôn. Vòng qua đây là phải luồn qua đây hả? Đúng rồi, luồn qua đấy. Cầm tiền về luôn, xong rồi nếu mà đáp được ở trên kia là lấy hết số tiền kia. Dạ. 2,5 củ tươi. To ấy. Chơi đấy. Bắt đầu chưa? Ok, bắt đầu luôn đi. Nào, đặt máy lên chuẩn bị đây nào. Đứng ở bất kỳ vị trí nào nhá, ông có thể di chuyển bất kỳ vị trí nào cho tiện. Không cần cố định đúng không? Không cần cố định, thích làm gì ông làm. Đặt quạt đi. Khó ăn tiền của tôi lắm anh em ạ. Tôi đã làm ra những cái trò chơi thì chỉ có là được tiền thôi. Đeo kính lái của lái cao nhá. Nào, con S9 mini này đang có giá bán là 790.000 ở trên linh kiện dc.com nhá. Lắp cả bảo vệ cánh này không bay được thì thôi tôi thất bại anh em ạ. Bắt đầu chưa? Nào, bắt đầu. Hết pin là loại luôn nhá. Chồng. Nào, thử thách đầu tiên 100k. Thử thách đầu tiên 100k. Chán lắm anh em ạ. Rồi chưa thấy khả quan đấy. Rơi xuống đất là loại nha anh em nhá. Bảo vệ cánh hay hết đâu ạ. Lắp bảo vệ cánh chắc chắn lắm anh em ạ. Nhưng mà gió nó cứ thổi thôi. Tôi có bộ cửa sổ cả. Qua luôn. 1 lít trước mặt. Khó đấy. Khó lắm anh em ạ, ăn được tiền của tôi không phải đơn giản đâu. Trèo lầu thế. Mạnh dạn lên. Chán lắm anh em ạ. Lại nhá, cho lại cho bà phát. Lại nhá. Con này bây giờ stream nó kiểu gì để cho nó không bị trôi ra nhỉ, hay là gió nhỉ? Sửa chim ở bên đây phải ấy, tinh chỉnh lại, cho tinh chỉnh trước khi bay đàng hoàng. Đây đúng không? Đúng rồi, đấy là tiến lùi, trên là trái phải. Đấy là tiến lùi, tiến này, lùi này, trái phải tinh chỉnh lại. Trái phải đây đúng không? Ok. Rồi, lần này tôi cho tinh chỉnh lại luôn anh em nhé. Kính rồi, đeo trong nhà không lái được. Kính không lái được đâu. Đấy, tinh chỉnh đấy, cho tinh chỉnh thoải mái trước khi bay. Bay hẳn ra giữa nhà mà tinh chỉnh. Rồi, cân rồi đấy. Chưa? Nó đang đi tiến lên. Rồi.
trôi bên trái nhỉ, trái đúng rồi. Ba lần nữa nhá. Khó phết đâu ạ. Ơi. Vẫn bay được tiếp, vẫn tính nhá. Vẫn tính được 1 lít. Vào rồi, qua rồi đúng không? Rồi. Rồi, vẫn được cho tính nhá, qua 1 lít. 1 lít đúng không? Ăn may anh em, ăn may vẫn chấp cho 1 lít. Bình thường. Đây mới khó này. 2 lít này. Rồi. Được đấy, qua được đấy. Thẳng tiến qua thôi. Rồi, được, vẫn tính bình thường cho 2 lít. Đến vòng thứ 3. Được 3 lít rồi. 3 lít rồi. Khó lắm anh em ạ. Lùi lại rồi, lùi lại rồi. 5 lít khó lắm. Đến mồm rồi tôi chơi ăn rồi đấy. Đến mồm rồi chơi ra. Khó lắm. Và đây. 2 củ rưỡi đang chờ trước mặt. 4 phút 52 giây rồi. Ngoài qua được phải tính thời gian anh em nhá. Qua rồi đấy, qua này. Thời cao gì không? 5 phút 06 giây. Thôi. Chân lại. Mất trắng rồi, chưa dụng, vẫn được đi tiếp. Đéo ra được thì không ra được. Không ra được thì tạm dừng thôi, chấp nhận thất bại thôi. Thôi, đứt rồi. Sao? Thôi xong rồi. Không được rồi. Thoát quả này ra. Không lùi được nó mắc dính vào đấy thôi. Thôi. Đây sao rồi này? Ra rồi này. Tiền khó ăn lắm. Ra rồi. Buông tay ra thôi. Được, chưa dùng được, vẫn được. Rồi lại. 6 phút đến nơi rồi. Vẫn đâu rồi. Vẫn cho chơi tiếp anh em ạ. Khó lắm. Có khi sau này là anh em nào đến mua flycam là cho chơi thử. Vượt qua được cái giảm giá luôn. Bây giờ đến lượt tôi á, tôi sẽ kiếm 2 triệu rưỡi cho anh em xem. Ok. Khó ăn lắm anh em ạ. Khó ăn. Khó ăn lắm, phải nhìn chiều nữa. Phải đúng cơ, khi này anh em bay cái này thì kinh nghiệm là lúc nào phải căn theo cái đầu của con flycam ấy. Thì mình phải lúc nào mình cũng sẽ mình nên đứng đằng sau con flycam điều khiển nó sẽ dễ hơn. Lệch quá, tao phải xe lại đi. Thế là chuẩn cái này chứ, thôi đứng ra phải đứng đằng sau rồi ra cam hết. Đúng tầm rồi em ơi. Càng ấy. Khó ấy, 1 lít còn khó ấy. Khó lắm. Khó sời lắm nhỉ. Ôi, mẹ tí mất luôn. Có bộ bảo vệ cánh khác biệt nhỉ? Quả này không có bảo vệ cánh là thôi đi rồi đấy. Có phải tinh chỉnh đấy em ạ, nó lệch rồi. Một lần không biết. Chưa rơi nhá, tôi đang chỉnh cái á. Hết pin này. Ok. Ngày hết pin này. Ok em, tôi cảm thấy nó khá ổn rồi. Lần này tôi nghĩ là ok thôi. Khó lắm anh em ạ, ăn 1 lít là khó rồi này. Chứ đừng nói 3 lít anh em. Quả là suýt ăn được 5 lít nhỉ. Tự dưng mắc lại bị trồi ra ngoài. Quả đen thế nhỉ. Nhấp nháy gần hết pin rồi. Nháy gần hết pin rồi. Được. Được anh em ạ chưa? 1 lít đầu tiên. Rồi tôi ăn được 1 lít rồi, những cái đoạn này đối với tôi đơn giản lắm. Hai lít nhẹ nhàng thế nhỉ. Hai lít dễ quá. Rồi 5 lít này càng mắc kìa. Nhiều khi nó là cái tâm lý đấy của mình nhá. Ôi, tôi sẽ xả
lấy 5 lít cho anh em xem. Hết pin được. Chán rồi. Tôi vừa mới sạc pin xong và sẽ trở lại với anh em tiếp tục. Bây giờ tôi sẽ chấp nhận bay lại từ đầu. Tôi vừa sạc pin xong rồi, pin nhiều lắm, cứ thoải mái để tôi khởi động con máy phát ra. Ok. Không đội mũ phi công à? Đội mũ phi công khó lái lắm. Rất là mong anh em thông cảm nhé, đội mũ phi công khó lái lắm. Rồi, bắt đầu. Xem bạn ghế lên hát. Ok. Úi, xời quả mà. Đã thấy lòm do mà đấy. Chấp đây em. Tính chỉnh chỉnh ngay. Bình thường thì khi anh em bay thì nên tinh chỉnh lại tí để cho con fly cam nó có cái độ cân bằng. Ok, nó cân rồi em ạ. Đấy, nó cân rồi. Thế là mỗi lần va đập thì động cơ nó sẽ bị lấy lệch lệch một tí thì mình sẽ phải tinh chỉnh lại để cho nó cân hơn. Đang luồn qua. Kinh, hạ xuống rồi đấy. Được chấp đấy em được không? Được. Tôi nghĩ là vừa tiền rồi anh em ạ. Khoảng hàng quá. À được. Được trăm anh em ạ. Có cái gió ở đâu ấy. Anh em là mở cửa sổ và chiêu thôi à. Không sao, tôi chấp luôn. Kính anh em nhìn quả tay này. Đấy, nhìn này. Như kiểu tay đang cầu nguyện đấy. Căng thẳng lắm, tay tôi để. Đang rất căng thẳng đấy. Tay để trước ngực luôn này. Úi giời ơi, úi giời ơi, ăn được 2 lít không đơn giản đâu. Tôi đang hỏi, tôi không nói được gì đấy anh em ạ. Khổ lắm. Khả năng là ông nào mà vượt qua được, tí nữa mà vượt qua được hết cái chỗ này mà ăn lên trên kia cuỗm được khoảng 2 triệu rưỡi thì chắc là khả năng là phải nghỉ làm mấy hôm. Để nghỉ làm ăn mấy hôm rồi tự hưởng thụ đã. Ê, gì? Hai lít với lời bốc thì khó khăn này em ạ. Tôi còn một lần nữa. Nếu mà anh em ạ, tôi còn một lần. Tôi còn một lần nữa. Tại vì cũng mới bay 2 lần mà. Cho anh cơ hội quá, kiếm tiền nuôi con quá chú. Khó khăn thế. Lần trước được 2 lít rồi nhỉ? 2 lít rồi. Lần trước thì 2 lít được qua rồi, qua rất là nhẹ. Ê, nhìn tờ tiền rất xanh. Lần này tôi không hiểu sao tôi bay kém hơn lần trước này em. Gió hay sao là thổi đấy. Nghe chừng cái quãng đường đi, ai cũng được nhờ. Tôi bắt đầu quen tay rồi, nhanh chắc là ngủ trưa thôi mệt. Để kiểu nha. Kiểu như hơi lâu ấy. Ôi, chân lạnh, chân lạnh rồi. Ôi, 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 quả phi công không ngáo rồi. Tôi đồ rằng là phi công là phải được khoảng 5 giây. Tôi phải đóng cái cửa phát đã. Hôm qua anh ấy làm tôi phát bay ra cửa, tôi thoát tim rồi. Rồi tôi đóng cái cửa sổ phải. Như nào nhỉ? Nào. Tùy anh thích đứng nào anh đứng. Không ngáo rồi. Khó lắm. Ấy, cánh bắt đầu thấy khởi động đấy. Anh tôi sợ anh không ra khỏi cái chỗ đấy được ấy. Cho hẳn 5 lần luôn. Không bao giờ phải lom dom. Nào bắt đầu lại đi. Chán lắm. Không cần phải cất cánh ở trên này được không? Tùy chú. Chú thích cái cánh đâu cũng được. Đấy. Kiếm tiền dễ thế này. Hà Nội kiếm tiền dễ lắm anh em ạ. Dễ kiếm tiền lắm. Ngang ra bên phải. Bên phải cơ mà. Không có điều để lệch đầu. Rồi. 2 lần, 3 lần nữa. Đầu đó đây à? Đúng rồi. Đấy, anh em lưu ý nhá, cái bay đó là phải để lâu ra. Chán lắm. Cứ nhầm cái đèn đỏ ở đâu? Tầm nào quay khó đúng không? Quay khó. Đấy. Được chưa? Ok chưa? 3 lần nữa nhá, anh em chấp lắm rồi. Tôi nhá. Trôi không do mình đổ tội lại thời tiết mình có điều khiển bằng tay đâu ấy. Dùng bằng tay nó phải hơi trôi một tí chứ anh
luôn. Không phải đơn giản mà mặc được cái áo ấy đâu anh em ạ. Có thể bỏ qua phần ghế là được 2 lít được không luôn không nhỉ? Cho chơi luôn, chơi luôn. Được. Riêng mặc cái áo mà có bộ não gạch ngang cái gì. Cho luôn, bay thích bay màu nào được. Bay luôn ô 5 lít được. Bay luôn ô 5 lít được. Khó lắm. Khó lắm, tôi quay cận cảnh cho anh em xem này. Khó lắm. Thế là giờ bay mới được không khoảng chắc được 2 phút giờ bay nhỉ? 10 giây hôm qua. 10 giây hôm qua là thay nhiên là lần bay thứ 2 của anh em. Anh đã ai chả anh ra là 2 lít luôn à? Làm cái 5 lít đi. Trời cối lại qua nhỉ. Anh đã ai chả 7 lít rồi bạn. 1 lít ít quá không đi. Đấy, lấy 5 lít đi. Vẫn được. Tiếp tục vỡ bóng đèn. Ôi. Chấm hết. Có phải mình được nhiều tiền nhất không nhỉ? Đúng rồi. Đây, người chiến thắng đây. Mặc áo có bộ não quẹt kéo. Chơi bộ môn này các bạn không cần phải dùng não nhiều. Các bạn cứ bay đường thôi. Rốt cuộc là không ai đạt được 2,5 triệu này anh em ạ. Chán lắm. 7 lít đối với tôi. Nửa tháng lương rồi. Rồi, chào anh em nhá. Chào anh em.